Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi live stream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và minh chứng bằng thực tiễn trên thị trường để mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ và nhìn nhận được các giá trị thực tiễn trên thị trường. Khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, các bạn phải thấy rõ được các giá trị giao dịch thực tế trên thị trường từ chính những người được gọi là thầy dạy Forex, hoặc là chuyên gia Forex, hoặc là role trader, hoặc là á quân Forex thế giới, hoặc là nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường giao dịch Forex. Không có chuyện tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này mà bản thân nhà đầu tư có thể vận dụng, áp dụng vào trong thị trường, khi mà chính cái người thầy của bản thân các bạn không chịu chứng minh bằng thực tiễn, không chịu cho bản thân các bạn thấy rõ được các giá trị tài khoản trên thị trường giao dịch Forex. Nhà đầu tư phải hiểu rằng đây là cả một quá trình dài của bản thân nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, phải thấy được rõ cái người thầy họ minh chứng và trong thực tế để chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá và chúng ta thấy rõ được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, tôi mong muốn rằng những gì mà nhà đầu tư có thể thấy, và yêu cầu tất cả những ai được gọi là thầy bài trên thị trường giao dịch Forex này phải chứng minh bằng thực tế cho chúng ta thấy rõ, như bản thân tôi đang chia sẻ và chứng minh với mọi nhà đầu tư, mỗi một phương pháp đều có những giá trị riêng và nhà đầu tư có thể thấy rõ các giá trị vận dụng, áp dụng vào trong thị trường thực tế. Và đây, tài khoản tôi đã vận dụng đánh scalp để tạo được ra những giá trị lợi nhuận để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được thực tế trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng ở trên thị trường này không có chuyện là dễ hay là đơn giản, chỉ có dễ là dễ mất tiền, và đơn giản chính bản thân các bạn sẽ là người tan ra bại sản trên cái thị trường giao dịch Forex này, nếu như chính bản thân nhà đầu tư không chịu nhìn nhận cho đúng thực tế và thấy rõ được các giá trị vận dụng, áp dụng ở trên thị trường từ chính những cái người thầy của bản thân các bạn. Thị trường Forex này, nhà đầu tư phải hiểu rằng không có chuyện chưa học xong thì tiền đã về, hoặc cả đang học thì tiền về ngay tại lớp. Đấy là điều hoàn toàn bịp bợm. Cũng như bản thân có rất nhiều thằng nói học xong thì có thể giao dịch và vận dụng kiếm được ra tiền trên thị trường giao dịch Forex này. Đấy là điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận lại trong khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Thì đây, tôi mới giao dịch và tôi mới vận dụng và tôi mới đánh thêm một lệnh ở trên thị trường. Tại sao khi mà tài khoản này lên vùng này đợt trước mà lúc tôi live stream thì tài khoản này chỉ nằm ở khoảng tầm, nếu mà về vùng này khoảng tầm 8-900 đô, nhưng tại sao cho đến nay thì tài khoản này lại nằm khoảng tầm gần sấp xỉ 2.000 đô ở trên thị trường giao dịch Forex? Đấy mới là lý do nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá thực tế ở trên thị trường. Alo, gì đấy? Trời ơi, em gọi cho cô đi, anh đang ngồi trong này cái nhá. Cô Yến ơi, xuống này, cô nghe này. Đấy, cô nghe, cô cầm. Bản thân các nhà đầu tư khi tham gia tìm hiểu. Con mẹ! Oh my.